do bị nữ YouTuber khước từ lời mời ăn tối, theo tờ Corythums, người đàn ông 45 tuổi là fan cuồng nhiệt của YouTuber Ian Pang, 22 tuổi, nổi tiếng với các video dạng vlog, cosplay, kênh của cô nàng thu hút hơn 2 triệu người đăng ký và mỗi video cũng có trung bình hàng triệu lượt xem. Cách đây ít ngày, trong một buổi livestream trên kênh Africa TV, người đàn ông này đã ngỏ lời mời ăn tối dành cho thần tượng nữ của mình, kèm theo một số tiền ảo trị giá tương đương 30 triệu won khoảng 573,2 triệu Việt Nam đồng, coi như một món quà. Tuy nhiên, Yang Pang đã từ chối người đàn ông này và nói rằng cô nàng không thể có cuộc gặp riêng tư với fan hâm mộ, do quá thất vọng và cảm thấy bất công. Người đàn ông này đã thông báo cho một phóng viên về kế hoạch sẽ gieo mình tự tử ở sông Hàn của mình. Người này cũng cho biết thêm rằng, Yang Pang thường thực hiện mong muốn của các fan hâm mộ cuồng nhiệt, những người quyên góp cho kênh một số tiền lớn, nhưng đã từ chối yêu cầu của ông, do kịp thời liên hệ với cảnh sát họ đã bắt gặp người đàn ông này lúc vừa thực hiện cú nhảy trên cầu, nhưng đã may mắn sống sót và được giải cứu sau đó. Các bác sĩ tại bệnh viện nói rằng người đàn ông 45 tuổi không có vấn đề nghiêm trọng về thể chất và chỉ bị suy sụp tinh thần. Sau nỗ lực tự sát của mình, người đàn ông cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của thần tượng Yang Pang. Trả lời trên kênh Africa TV, cô nàng nói rằng đã nghe được tin và hết sức bàng hoàng.